Vừa ra lên rồi bẻ lái qua bo cua bo cua à, cứ dìu ga đi em, cứ giữ cái tay ga à. Rồi. Rồi thấy chưa, ok, chạy vài vòng là chạy được thôi chứ, từ 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 từ. Vì thấy hôm nay Phi đi chiếc xe này đi bán vé số không biết có được không ta. Cái xe này có mái che rồi rất là mát luôn nè. Này mà đi bán vé số là cũng vô tư rồi ha. Không nói nguyên thiên nữa thì hôm nay là cái ngày mà trao chiếc xe điện ba bánh giúp cho hai vợ chồng của em trai mà bị hư khớp háng, mà vừa rồi Phi giúp đi mổ khớp háng đó. Thì qua chương trình thì cũng có vợ chồng anh chị Lisa ở bên Mỹ á, ui chà, cũng tài trợ cho chiếc xe điện này quý vị, tài trợ cho em anh á chiếc xe điện này để em làm cái phương tiện mưu sinh, bán vé số để kiếm thêm thu nhập đó. Rồi sau khi đặt cái này á thì một thời gian cũng đã có rồi. Hiện tại là em anh á là do cái tay của em là bị bên phải, nhưng mà cái tay ga là nó nằm bên phải này, sau đó thì bên thợ phải chế cái tay ga chuyển qua bên này đó. Thì bây giờ ngày hôm nay Phi đến lái chiếc xe để gửi lại cho hai vợ chồng em anh. Đây là em anh và chồng. Rồi chiếc xe này cũng rất là đẹp luôn, và thấy cũng tiện lợi nữa. Đây là cái ngày mà em anh mong chờ cũng khá là lâu rồi. Dạ. Và hôm nay thì mới xong chiếc xe để cho em có chiếc xe em đi lại. Rồi em ngồi lên thử chiếc xe xem như thế nào. Ngồi lên thử. Đó thì quý vị thấy không? Cái tay của bé anh á là bị bên tay phải nè. Đó, rồi mình phải chế cái tay ga bên tay trái. Cái tay này là em có, nó có bị giật không? Dạ, cái núm vô là không giật nữa. Núm vô là không có giật nữa. Núm vô là không có giật nữa hả? À, hai nữa hả? Dạ, cái lượng nó có ngắt nữa. À, núm có ngắt nữa hả? Rồi thở rồi cũng rõ rồi hả? Thả ra là nó giật. Thở ra là nó phải giữ. À, thả ra mình phải giữ. Dạ. Còn núm vô là núm miết được hả? Dạ. À, vậy thì cũng được. Dạ. Anh tưởng anh sợ là phải sau này phải ràng cái tay, buộc cái tay lại. Dạ, không, núm rồi là nó cứng lại. Núm vậy thì ok. Rồi. Bây giờ là xe này chắc là em cũng chưa chạy được đâu ha. Dạ, chưa. À, cái này mình phải tập. Dạ, tập từ từ. Những cái mà nút điều khiển cụ thể, em biết là 1, 2, 3 là chế độ ga này. Ga là mạnh nhất này, số 1 này, số 2, số 3. Dạ. Đó, số 1 là mạnh nhất. Còn D là thới, R là lui. Dạ. Rồi, còn bên này thì xi nhanh. Xi nhanh qua lại thôi. Dạ. Rồi đèn. Đèn này, đèn pha này. Rồi cái này đèn còi này. Giống xe công an đó. Dạ. À, đi ra ngồi mấy anh đi mà không đội mũ là mình biết còi là mấy anh thấy là anh nghe sợ phải không? Đó. Sau này thì cái này là mình có thể chở con được, cái này là có cái ghế này nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, hai cái ghế luôn. Mình có thể mình đẩy ra sau. Dạ. Để mình đưa cái ghế ra trước, mình ngồi mình chở con. Hai vợ chồng chở đi cũng được. Dạ. Ha. Dạ. Rồi. Cái này em phải cần thời gian để em tập luyện. Dạ. Chứ anh nghĩ là mới đi là cũng chưa có quen đâu. Dạ. Đi là có thể rớt xuống ruộng luôn đó. Dạ. À, rớt xuống ruộng là không biết là răng kéo lại. À, không biết là kéo lên kêu răng luôn đó. À, em chạy thử tới đây. Thôi, em sợ quá. Hả? Em sợ quá. Sợ hả? Dạ. Sợ nữa rồi sao chạy? Từ từ hả? Mình phải liều chứ. Phải liều đi kiếm chỗ nào rộng rộng, có nhà văn hóa chỗ nào không? À, không. Hả? Không. Không có hả? Dạ. Để anh kiếm cái chỗ anh sân, có sân sân banh hay là chỗ nào không? Trên nhà Đà Nang kìa. Đà Nang hả? Dạ, xa lẹ. Xa không? Xa, khúc lên thì khúc nữa. Trên này có cái nhà văn hóa nào không? Có nhà Đà Nang. Nhà Đà Nang hả? Dạ. Chạy ra nó tập. Vâng. Dạ. Cái này mình phải thường xuyên mình tập để nó quen. Dạ. Mới chạy đi được. Dạ. Ha. Dạ. Để ít bữa rồi cùng đi chỗ này chỗ kia mua đồ. Dạ. Chở con rồi đi chở học đi này hả? Kia. Dạ.
khỏi phải phụ thuộc vào ai hết. Dạ. Rồi, thấy chiếc xe có đẹp không? Đẹp đó. Đẹp hả? Mừng anh. Mừng hả? Dạ. Chiếc xe này thì trị giá là 12 triệu rưỡi chứ mấy. Dạ. À, đợt đợt nó là hỏi ảnh là anh nói 14 triệu đúng không? Dạ. Thì sao? 14 triệu là mới chơi lấy thêm 500 nên là 14 triệu 500. Lúc đầu là em hỏi là nói 14 triệu 500. Dạ. Ừ, nhưng mà sau khi mà anh làm việc á thì ảnh bớt lấy 12 triệu rưỡi. Dạ. Vừa rồi là tại vì anh cũng có đặt chiếc xe cho em Linh kia đó. Dạ. Anh lấy 12 triệu rưỡi. Dạ. Thì anh nói là những người mà khuyết tật này kia anh sẽ giảm giá. Dạ. À, đặc biệt là anh dẫn tới là này kia là sẽ được giảm giá nữa, ưu tiên. Dạ. Vừa rồi cũng bán được giùm cho anh mấy chiếc xe ở xa đó. Ở xa cũng có thể mua là anh Huy anh gửi đi. Dạ. Vừa rồi cũng có mấy người ở xa đặt mua và anh gửi đi. Dạ. Và hôm nay thì đã hoàn thành xong chiếc xe. Em chồng đi được không? Hả? Chưa dám đi. Chưa dám thử hả? À, để hỏi hỏi thăm em chồng thế nào, bữa nay tình hình chiếc chân như thế nào rồi đến chống dậy đi đây. Chân em bữa nay sao rồi? Dạ em cũng khỏe rồi anh. À? Chân cũng còn yếu nên em xuống dốc nên em đi chống đi, đỡ đỡ đau. À. Còn đi thường đi thì đi mặt bàn thì đi được. À. Đi còn đi dốc là chân yếu em đi em trụ nữa. Dốc là chân yếu hả? Dạ, chân... Cái chân mà phẫu thuật hả? Dạ không, chân đau, chân mình chưa mổ nè. À. Nó đau trụ đau. Yếu. Yếu. Cái chân đau nó yếu, dạ. Trụ đi lên dốc là nó khó. Dạ, còn khó. Cái chân mà mổ rồi là ok bình thường chưa? Ok rồi. Chân mổ đầu là ok dạ. Rồi không? Không đau. Không đau hả? Tại vì không. Đi lên dốc mà chân yếu cái trụ nổ cái bước từ từ lên xà té cái mới đi. Cái chân này nó mạnh chưa? Dạ cũng mạnh rồi. Mạnh rồi hả? Chứ em không mà em chưa giống trụ. À. Tại vì chân này chưa mổ thành ra mới trụ chân này nhiều. À. Bây giờ là chân này cũng mạnh rồi đúng không? Dạ, khỏe rồi. Còn chủ yếu là chân còn lại nữa. Dạ. Là hiện tại cái chân còn lại nó còn nhức không? Dạ nhức anh, cũng còn nhức. Còn nhức cũng hả? Nhức cái ban đêm nhức dễ dãn đó. À. Ban ngày thì cũng đã đỡ mà ban đêm nằm xuống là chịu không nổi. À. Bị rút lên vậy. Hình như ngủ không được hả? Dạ, mắt ngủ mất. Mắt ngủ hả? Dạ. Bị rút là cái nhức em đâu được đạm. Rút hả? Dạ. Em bị rút nữa hả? Dạ em không biết nữa, vừa rồi cũng có đi xét nghiệm kêu nồng độ chứ gì đó cô thành ra cái bị rút chứ nữa mà. À. Cũng kiêng cử rồi cũng không đa nhiều. Rồi cũng không dám ăn. Okay, cái xe này thì chạy rất là sướng luôn quý vị. Nãy giờ Phi chạy thử mấy vòng á, cũng rất là ok. Chỉ có hơi vất vả, hơi khó xíu cho những người mà mới biết đi thì sẽ hơi khó lái một chút, nhưng mà từ từ nó sẽ quen thôi. Với lại cái đường vô trong này, cái đường đất này cũng hơi khó đi nè. Đó. Con đi không? Chú chở con đi hả? Chú chở con đi nha. Thấy không? Đây xe chú chở đi ha. Chở đi mua kem ăn. Đây không? Chở đi mua bánh ăn hị. Rồi em lên xe đi. Lên xe dạy đi. Thôi. Hả? Em sợ quá rồi ơi. Sợ hả? Sợ biết vậy ta. Sợ rồi sao? Rất rụng. Sợ rồi sao lái đi được. Từ từ rồi mới quen, té có té rồi mới đi được chứ. Nhưng mà xe này thì không có té đâu, ba bánh luôn mà. Rồi bây giờ thì mình đã tới một cái sân rất là rộng nè. Bây giờ là tới đây là em không có sợ gì hết nữa ngay. Mình chạy thử vài vòng xem thử là coi thử là em chạy như thế nào nhé. Bật từ khóa đây nè. Đó. Bên kia là chủ yếu là tay kia thôi. Dạ. Đó. Bên kia là em phanh là bên đó luôn nghe. Dạ. Bên đây là cái tay này là em không dùng được rồi này, dạ, đúng không? Dạ. Rồi em ga được bên đó luôn. Dạ. Rồi từ từ cứ cái tay mình cứ nhẹ nhàng thôi, đừng có gồng quá. Bên kia kìa. Rồi cái này cái phanh này là bây giờ là phải chế lại, bỏ lại cái phanh bên kia quý vị. Rồi cái phanh bên này cái chân em cũng không dùng được, cho nên là chiều nay bên thợ xe sẽ chế đưa cái phanh này đi bỏ qua bên kia. Rồi bây giờ mình cứ tập trước đi. Rồi đây đây. Dạ. Đố mua anh. Hả? Đố mua đây ạ. À? Đó là giờ em liền ra em chạy thôi. Cái này là D nè, D là đi tới nè, R là ra lại nè. Dạ. Đó, D là tới nè. Rồi em đây đây. Không trả. À liền ra lấy. Không trả. Hả? Vàng xuống rứa nha. Đó. À, từ từ thôi. Từ từ thôi nghe. Nếu không là nó phóng tới luôn đó. Quét, bả ra. Từ từ. Không.
từ từ quá nhiều quá không chạy à, từ cứ cứ gì gì từ từ thôi đây nè đó từ từ thôi nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ thôi rồi nhẹ nhẹ bẻ qua bẻ lại nghe nó nghiêng qua bên nọ thì mình sẽ bẻ qua bên đó rồi rồi dặn ra tới rồi nhìn 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 nghe từ 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 quay quay rồi hoàng đạo qua từ từ ra nhiều ra nhẹ nhẹ thôi rồi đó dễ đi mà đúng không đó từ từ đó ví dụ nó nghiêng qua bên nào mình bẻ lái qua bên kia rồi qua nè đó thấy không cũng dễ dàng mà giỡn mà đâu có gì đâu thấy không dạ đó cứ dìu dìu ra mình đi thôi dìu ra đi dìu ra đó đây đó từ từ nghe đánh lái coi con ngó mà đánh lái vậy đó rồi nó bẻ qua phải đó rồi đi tới từ từ dìu ra đừng có ái lên quá rồi từ từ dìu tới đi dìu tới dìu ra lên rồi bẻ lái qua bo cua bo cua đó cứ dìu ra đi em cứ giữ cái tay ra à. Rồi thấy chưa ok chạy vài vòng là chạy được thôi chứ từ từ mai nó không là vô từ rồi mình phải dìu cái tay ga từ từ này cái tay ga mình đi mình dìu từ từ thôi hiểu không chứ mình đừng có rịnh quá mà khi mình thái xe nó phóng tới mình rịnh tới nữa là xíu nữa vô từ rồi thấy không từ từ mình dìu từ từ mình dìu thôi đó anh chồng ngồi lên đi chồng ngồi lên cho nó giữ bớt cái vận tốc lại sợ quá à. Rồi bẻ tay lái qua đó từ từ rồi dạ, lưu lại bỏ chân lên này không có chê không có tái nào sợ bỏ chân lên rồi bẻ tay lái mạnh quá bẻ mạnh quá hơi sợ quá bẻ mạnh quá rồi xe này không ta không lật đấy là từ từ thôi từ từ thôi chứ đừng có phóng tới cứ đi dìu dìu qua từ từ thôi từ từ dìu qua thôi em đừng có phóng mạnh tới là không nghe rị em nổi đâu đó từ từ đi rồi bẻ ra rồi từ từ thôi cứ từ từ dìu ra nhẹ đi rồi cứ thôi cứ đi từ từ đó đó chậm mà chắc rồi cứ đi từ từ dìu ra nhẹ đi đi rồi chuẩn bị này qua lưới này rồi bẻ tay lái qua bên phải bên trái này đó rồi cứ để y đó qua lại đi rồi cứ để y giữ y tay ra như vậy cứ giữ y tay ra như vậy rồi bẻ qua đó thôi nghe từ từ để tôi go nó thôi đừng có lên go quá là bẻ lái qua gì qua tới đó cứ tập đi như vậy mấy lần rồi là được thôi đi tập khoảng 2-3 ngày là chạy vô tư rồi rồi thôi nghỉ xíu đi ngắn quá thấy thế nào hả dạ em thấy sao thấy dễ hả khó dạ cũng dễ hả dạ à mà em chưa đi lần mua hết em cũng sợ chưa đi lần mua hết cái sợ hả dạ. Thấy cũng dễ dạ. Đi mà đúng không dạ. À. Trời nắng quá thôi để chiều mát mát rồi em ra em tập hiền dạ. Anh chỉ em vậy đó dạ. À, cứ để chiều mát mát rồi tắt chìa khóa rồi rồi cố gắng dạ. Rồi có chị rồi ít bữa chạy đi chỗ này chỗ kia chở dạ. Con đi học rồi đi dạ. Chợ hay là đi ít bữa có đi bán vé số không dạ chứ con lớn lớn rồi giữ thằng hả con lớn lớn giữ thằng đó là em cũng đi chứ con lớn lớn hả dạ để con lớn lớn rồi mới đi dạ. Đứa hả dạ rồi đi gửi trẻ cho rồi à. Rồi bây giờ thì để cho anh chồng mình chạy thử xem là có điều khiển được con xe này hay không nha. Đó, mới bắt đầu thì hai vợ chồng cứ chạy được, ai chạy được thì chạy.
ai chạy được cũng vô tư ok hết. Nó từ từ thôi. Anh chồng thì chắc cũng chạy ok hơn chị vợ rồi. Anh thường thường anh lái xe tải mà chẳng lẽ chứ nè. Từ từ lĩnh ra lên đi thôi. Thấy ok không? Từ từ quẹo qua. Đừng có phóng tới luôn nghe. Thì từ cái chủ yếu cái tay ga mình dìu cái tay ga thôi. Còn xe này dễ đi nhưng mà mình chưa quen được cái tay lái. À chưa quen tay lái đâu. Dạ. Là có mới á là cái tay lái nó có thể là đánh qua đánh lại này. Dạ. Nó khó điều khiển lắm. À, nếu mà chưa quen thì rất là khó điều khiển. Chưa quen thì cũng khó lái. À, đi quen rồi thì sẽ dạ. Ok. Ừ. Theo em nghĩ thì chắc cũng tầm mấy bữa là đi được. Giờ xe này tập chạy 5-6 bữa là chắc đi được. Nó quen. Dạ. Ừ. Xe đẹp chứ bộ ha? Dạ, xe ừ. Đẹp. Rồi, em phát biểu cảm nghĩ về chiếc xe đi. Dạ, xe đẹp đấy. Ừ. Đẹp thì không, đi cũng dễ đấy, không sợ tái. Ừ, không sợ tái hả? Dạ. Không sợ tái mà sợ rớt thôi đó. Sợ rớt thôi. Cố gắng rồi tập đi cho ok rồi mình có cái phương tiện mình đi lại. Dạ. Để đi mưu sinh. Dạ. Bán vé số em định là ấy bữa bán vé số đúng không? Dạ. Khi mà con lớn chút nữa là gửi con hả? Dạ. Gửi trẻ hay là gửi? Dạ. Dạ gửi trẻ hả? Long Anh bây giờ được 3 tuổi rồi. Mà nay là gửi được rồi, 3 dạ. Tuổi thì gửi được dạ. Rồi chứ. Bữa rồi mà em không có tiền em đâu dám gửi. Không cái em sợ không có tiền đâu cho nộp tiền cho con cái em để nhà em giữ. À dạ. Mình sợ là không có tiền nộp cho con là dạ. Mình để mình ở nhà mình giữ hả? Dạ. À bữa nay con đi học thì tháng tầm cỡ 900 triệu đúng không? Dạ. À, nhưng mà ví dụ mình gửi con thì mình giờ mình có xe rồi dạ, mình ra mình bán dạ, số xin, là mình có thêm thu nhập. Dạ. Mình lo cho con. Mà bởi đó. Bởi à. em không có xe nên bữa em đông cho có thu tiền cho con đi học đồ không có. Hôm mới tới mày mua cho em đi bộ miết à. À. Trước giờ đi bộ miết rồi. Dạ. Đi bộ miết rồi hư biết bao nhiêu đôi dép rồi. Thôi cố gắng rồi hè bên đây tới hè là gửi coi gửi trải luôn bây rồi đi bán với số dạ. Ừ, đi bán anh em đi bán được thì em đi gửi trải còn em bán được xe thì đi bán vô tư rồi đây dạ. Ừ. Thấy mừng không mừng anh mừng trông cho có lên tận đi dạ. À bữa nay là điều ước đã thành hiện thực dạ, rồi đúng không dạ rất là thật đó mà còn chờ hát. Là em thờ phải chờ một thời gian nữa là mổ thêm cái chân còn lại nữa là ok nếu quý vị dạ. Đó thì nói chung là giúp được hai vợ chồng chừng nào thì cũng mừng chuyện đó dạ em cũng mừng anh thì hôm nay là món quà này là của vợ chồng chị Lisa ở bên Mỹ dạ. Gửi tặng chiếc xe trị giá 12.500.000 thì ngồi chiếc xe ra thì chị anh chị cũng muốn giúp đỡ thêm cho hai vợ chồng số tiền là 100 đô dạ. Là 2.500.000 dạ. Để em có thêm cái vốn để em đi buôn bán dạ. À. Dạ. À. Rồi đây là số tiền 2.500.000 dạ. Của hai vợ chồng chị Lisa dạ. Ở bên Mỹ ha dạ. Gửi tặng đó dạ. Mong muốn là em có thêm cái kinh phí này để em đi mua vé số này kia đi bán ha dạ. Em cảm ơn chị Lisa, cảm ơn anh Phi, cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều ạ. Giờ em có xe em mừng lắm ạ. Ừ, dạ. Ừ. Em ước lao rồi điều mà chỉ ước thôi. Một điều ước rồi dạ. Khá là lâu rồi đúng không? Ước lao nhưng mà hôm nay thì mới thành hiện thực đó. Dạ. À, trước giờ là bé anh trước giờ là đi bộ mới thôi quý vị. Đi bộ mới thôi, từ lúc nhỏ giờ là đi bộ mới thôi. Cũng không có xe để đi luôn đâu. Nhưng mà điều ước bấy lâu nay khá là lâu rồi, mấy chục năm, hai mấy năm rồi, giờ mới thành hiện thực đây. Có chiếc xe điện ba bánh để em đi bán vé số rồi làm phương tiện chở con đi học này kia. Đó thì qua đây thì Phi cũng cảm ơn vợ chồng chị Lisa Nguyễn ở bên Mỹ đã tài trợ chiếc xe này. Cũng như là gửi thêm cho hai vợ chồng có thêm số vốn để buôn bán. Và cũng cảm ơn anh Băng. Vợ chồng anh Băng ở Hồ Chí Minh cũng đã tài trợ số tiền rất là lớn để cho em trai đi mũi chân
bây giờ là còn một cái chân còn lại thì mổ cũng tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà phải chờ hơn 4 tháng nữa mới mổ cái chân kia, mới hơn 1 tháng, phải chờ 4 tháng nữa, hơn 4 tháng nữa để mổ cái chân còn lại đó. Thì Phi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng Phi từ trước đến nay để giúp đỡ cho hai vợ chồng bé Anh và em Thời có được cái điều kiện tốt nhất để chạy chữa bệnh tật, để mưu sinh, để này kia. Thì Phi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cũng nhờ vào cái tình thương của quý vị đã giúp đỡ cho hai vợ chồng em Thời và bé Anh có thêm rất là nhiều cái nghị lực để hai vợ chồng vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Thì Phi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều và muốn chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ Phi xin tạm dừng chương trình tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.